Lưng ra bên ngoài, mổ lưng trước mà. Giờ. Con này là con vây vàng đấy. Dao có hơi ngắn không? Cả nhà ơi, con cá này nó là 58 cân nhá, bằng một chị em phụ nữ mà hơi đậm đậm người. Nặng hơn cả cân của em. Ở Tham City mọi người nha. Đầu bếp bếp trưởng ở Tham City sẽ mổ con này mọi người ạ. Vây, vây, vây trước. Con dao Nhật này rất là sắc. Đây là con, đây là một loại cá ngừ đại dương nhé. Cá ngừ đại dương là những một trong những loài cá rất là lớn ở biển. Và mỗi một con thì nó nặng từ 50 cho đến 80 cân. Có con hơn một tạ mọi người nhé. Và con hôm nay em mổ là 58 cân thôi. Con hôm trước là 63. Hôm nay thì nó là... Đây là bếp trưởng đang bỏ vây mọi người ạ. Đang bỏ vây trước. Mổ con cá này để mọi người ăn sashimi và ăn lẩu nhá. Thực ra thì bây giờ con người ấy đã được ăn ngon mặc đẹp rồi, nhưng mà người ta lại tiến tới những cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe cơ. Tại vì là cá hồi thì nó có những cái chất ấy ạ, rất là tốt cho sức khỏe. Nó có omega 3 hệt như cá hồi, và nó ăn nó thì rất là tốt cho những cái bệnh tim mạch nhá mọi người nhá. Ăn tốt cho tim mạch này, rồi là những người bị máu nhiễm mỡ này, rồi là giảm cholesterol trong máu thì mọi người lên ăn cá ngừ nhá. Và Poseidon thì bây giờ ngày nào cũng nhập một con cá ngừ thật là to về để mọi người ăn nhá. Vừa tươi vừa ngon. Poseidon không muốn mua cái hàng Fine ở siêu thị hay ở nhà cung cấp đâu, vì họ để đông rất là lâu rồi. Còn đây là mình sẽ nhập từ tàu, mình sẽ đặt từ tàu ấy ạ. 200 anh chị đang xem live stream cho em xin một chia sẻ đấy ạ. 203 các anh chị ơi, mỗi người cho bếp trưởng nhà em xin một chia sẻ nào. Thực ra là bên em đang rất là chịu khó để tìm tòi những cái món mới và tốt cho sức khỏe để phục vụ khách hàng. Càng ngày càng nâng tầm cái buffet lên mọi người nhá. Buffet hải sản nhưng phải có rất là nhiều món. Và nhiều món tốt cho sức khỏe nhá. Con cá này rất là to, mọi người thích ăn thì đến ngay Poseidon Tham City. Cơ sở nào cũng có mọi người nhá. Royal City này, 27 Lê Văn Lương này, 102 Trần Phú Hà Đông này. Và Royal City đều có các anh chị nhá. Đều có cá ngừ ạ. Bên em bây giờ là mỗi một ngày sẽ mổ một con cá thật to để mọi người ăn. Và chỉ ăn trong ngày thôi mọi người nhá. Trong ngày là hết thôi ạ. Tại vì là khách của Poseidon rất là đông. Có một con 50 cân, 60 cân chưa là gì cả. Mọi người đi ăn buffet thì đến ngay Poseidon Tham City ạ. Đây là cơ sở Poseidon Tham City của bên em. Khách đã đến khá là đông rồi, cho mọi người hãy di chuyển thật nhanh nhé. 227 anh chị đang xem live stream, mỗi người cho em xin một chia sẻ nhé. Em cảm ơn chị Diễm Trang rất là nhiều ạ. Chúc chị một ngày sức khỏe ạ, vui vẻ và hạnh phúc nha. Rất là cảm ơn chị vì đã cho em một lời khen. Lời động viên này thì sẽ tăng thêm cái tinh thần để bên em sẽ cố gắng làm thật tốt hơn. Làm sao mà duy trì được cái thương hiệu Poseidon này, phục vụ khách hàng thật là tươi ngon và giá cả thì hợp lý ạ. Đây là cái bể hải sản mà bên đang nuôi để phục vụ khách hàng. Hôm nay thì có khá là nhiều loại ghẹ, bề bề thì chút xíu nó về nha mọi người nha. Em lượn lên phần thịt.
rồi. Con cá này nó khá là to cho nên là các bếp, đầu bếp là cũng chật vật đấy ạ. Tại vì là Poseidon thì mới có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm nhiều về việc mổ cá lớn. Nhưng mà 3 ngày hôm nay thì ngày nào mỗi ngày mổ một con. Ba trăm anh chị xem live stream cho em xin một chia sẻ nhá. Đấy con đấy rất là sắc, các con giao nhật rất là sắc nhá. Đấy. À, cái phần cá hồ, cá ngừ này thì nó sẽ có hai phần thịt nhá. Một phần thịt màu nâu là cái phần cơ ở sườn nó để nó bơi. À, để nó khỏe hơn, để nó bơi nhanh hơn nhé. Còn cái phần phần thịt đỏ ấy thì nó đỏ như thịt bò luôn mọi người ạ. Khi mà ăn sashimi thì là rất là tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Mọi người mà không ăn sashimi được, mọi người có thể ăn lẩu nhé. À đây, con này là 58 cân, nặng hơn cả em. 350 anh chị đang xem live stream cho em xin một chia sẻ đi ạ. Tối nay có cua không đồng không? Có chị Nga ơi, tối nay có cua không đồng. Cam kết với chị vì lời nói của chị Nga là tối nay em sẽ có cua không đồng. Tối hôm qua không có nhưng mà tối nay em có. Em gom 2 ngày rồi là sẽ ra. Mang cái thìa với cả cái đĩa nhá. À đây thìa đây rồi, đĩa đây rồi. Khay đây rồi. Con cá này rất là to. 400 anh chị đang xem live stream cho em xin một chia sẻ đi ạ. Mọi người ơi, đây là buffet Poseidon Time City nhá. À, Luyện Nguyễn ơi, hôm nay là ngày đầu tiên bếp ở Time City được mổ con này cho nên là hai bạn ấy hơi lóng ngóng, vắt cả mồ hôi đây ạ. Nó rất là to, rất là lóng ngóng. Nhưng mà mọi người thông cảm nhé. Tại vì là đây là lần đầu tiên mổ ạ. Mỗi một bếp thì là sẽ mổ một ngày. Đó. Mọi người không, bếp trưởng ướt hết cả mồ hôi là tắt hết cả da. Tại vì là Poseidon xưa nay thì chưa có mổ cá lớn như thế này bao giờ. Chưa cá mổ cá lớn thế này bao giờ mới. Đây là cái phần xương em đã bị đi vào. Đấy mọi người thấy không? Mọi người thông cảm nhá. Tại vì là chưa quen. Thực ra cứ mổ một tháng đi là quen hết. Mấy cả không phải ai làm một phát là ăn ngay cả. Mổ vài lần sẽ quen thì nó rất là to các anh chị ạ. Nó to hơn cả em. Em mới có 55 cân thôi. Còn em này là 58 cân cơ. Đây này con dao, con dao này mưng mọi người còn chưa. Thường thì mọi người chỉ thái con cá hồi bé bé thôi. Chưa bao giờ mà thái con dao to cả, con cá to cả, sẽ hơi lóng ngóng thôi anh chị thông cảm. Cho em mà con cá này em cũng không bật nó ra được luôn. Chắc là em sẽ phải đầu tư con dao to hơn đúng không anh chị? Cắt cái đầu cá trước. Đấy các anh chị đang dạy là cắt cái đầu cá trước đây này. Ướt hết cả mặt mũi, là ướt hết cả mồ hôi mọi người ạ. Đấy. Không dễ đâu, không dễ đâu đây. Phải có phụ tá lau mồ hôi cho nhựa. Bác sĩ đấy. Đấy mọi người thấy không? Bác sĩ rất là khổ đấy. Bác sĩ mà mổ ấy toát hết cả mồ hôi luôn. Cắt hẳn cái đầu đi. Đấy, khách hàng bảo là các em là cắt hẳn cái đầu đi, nó to quá các bác ạ. 400 anh chị đang xem live stream cho em xin một chia sẻ nhá. Mọi người ơi, thực ra là không phải là đầu bếp của em vụng về mà đầu bếp của em chưa quen thôi. Nếu lần đầu mổ thì nó sẽ chưa trơn tru. Nhưng mà vài ngày nữa nhá. Cắt hẳn cái đầu đi kìa, khách bảo cắt hẳn cái đầu đi. Đây thì con cá hồi đây, thịt con cá ngừ đây mọi người nhá. Cá này thì rất là tươi vì em đặt trực tiếp từ tàu nhá. Tàu đánh bắt được là chuyển lên thẳng lên cho em luôn mọi người nhá.
người ta đi câu cái con cá này á. Đấy là hai phần. Hai phần được rồi. Đây là thịt thần thịt màu nâu, mọi người có biết con cá nước ngọt ấy nó cũng phần thịt màu nâu ở sườn ấy. Toát hết mồ hôi. Dù gì thì chúng ta sẽ vẫn có con cá to để ăn thôi ạ. Lật lên đi em ơi. Lật lên đi. Anh Quân anh bảo là tì tay vào cán dao đi một đường dọc, sống cho đỡ nham nhở thịt. Nào anh ấy dậy kìa. Ok anh Quân. Con cá này rất là ngon đấy ạ, 58 cân đấy anh. Đó. Nào, anh bảo là tì tay vào cái dọc sống lưng đi một đường dao cho nó luộc. Vâng, phí thịt quá. Vâng, anh Thịnh ơi, anh Thịnh ơi, hôm nào mà rảnh thì qua Poseidon hỗ trợ em một phát đi anh Thịnh ơi. Tì tay vào. Đi một đường rào dọc sống lưng. Ôi mọi người ơi, mọi người nhìn bếp nhà em này ướt sũng mặt luôn ý. Tại vì là mọi người đang bị hồi hộp. Xong là đi một đường dọc đây này. Đó. Bò đấy cả. Vâng vâng anh Tâm ơi, hai ông bếp nhà em là lần đầu nhá. Lần đầu làm chuyện đấy. Các bác đã làm lần đầu thì chắc chắn là các bác biết là có anh Quân ơi, em có xem clip tham khảo rồi đấy. Em còn chia sẻ một cái clip của anh Hiro Phạm à? Hay cái gì nhỉ? Đó, nhưng mà vẫn chưa quen, mổ lần đầu khó lắm. Đúng rồi, phải người làm, nhìn người chuyên làm thì làm quen rồi thì mới làm được. Tóm lại là 400 anh chị em cứ cho em xin một chia sẻ cái đi đã. Thôi động viên các bác ý. Dao thì sắc rồi, dao này là dao rất sắc rồi đấy ạ. Nhưng mà nó to làm cho anh em là lóng ngóng. Liêu ơi bỏ cái này ra chị đi. Tìm cái thau đi. Cái thau không, mang cái thau ra đây. Ừ ý chị là mang cái thau ra đây để đựng cái này đi. Ơ cá này nhập về để bán buffet. Hội Lê ơi, cá này chỉ về đám buffet thôi, em có bán mang về đâu. Con này hôm nay 58 cân. Bé hơn con hôm kia em phát trực tiếp. Đấy đúng rồi, rách oan phần thịt gáy cả. Anh Quân anh bảo rách oan phần thịt gáy rồi. Anh Quân càng nói này, em càng đang phiên dịch cho hai đầu bếp nhà em thì hai đầu bếp nhà em càng lo lắng. Thôi nhưng không sao các em ạ, tại vì mình làm lần đầu mà. Lần đầu lấy vợ thì mình cũng chưa quen. Anh ơi nó có làm sao đâu, cá nó vẫn tươi mà. Cá này rất là tươi vì em đặt từ đầu luôn ý. Em ơi, cái này. Hôm nay ở Tham có bán ghẹ mang về không? Có bán ghẹ mang về anh nhá, có bán ghẹ mang về ạ. Có bán ghẹ mang về nhưng mà cua thì em không bán mang về đâu. Cua này thì để tối nay em sẽ tặng khách ăn buffet miễn phí nhá. Tối nay á, cua thì em sẽ có cua không đồng các anh chị nhá. À, chị ơi to hay bé thì là bên em cũng phải để cho bếp nhà mình tự làm để họ quen đi. Ghẹ hôm nay không có ghẹ to. Anh Đức Nguyễn ơi, ghẹ nhà em bình thường thôi.
ghẹ to bây giờ ấy, nhập vào nó toàn hét giá lên trời ấy. Toàn 550, 600 một cân, chịu, em không dám nhập luôn. Năm nay làm sao ấy, năm nay thì giá hải sản nó lên cao. Thế cho nên là, mà năm nay nó lên cao thật ấy, vì dầu ấy, mọi người thấy không, xăng ấy thì nó đang giảm giá rồi, nhưng mà dầu ấy thì nó không giảm giá. Xong là mang vào bếp nha. Mọi người đi ăn buffet thì đến ngay Poseidon ở Tham City luôn nhá. Đây là buffet. Ô, hôm nay chúng ta có món ốc hương sốt me này. Em lướt qua ốc hương sốt me cho mọi người xem nhá. Ốc hương sốt me. À mọi người ơi, mọi người ăn tôm hùm thì báo nhá. Bây giờ tôm hùm đang rẻ, chỉ có 660.000 đồng một cân thôi ạ. Xong là mang vào bếp đi. Mang hết vào bếp chị. Đây mọi người ơi, tôm hùm 660.000 đồng một cân. Mọi người mua tôm hùm nhá, chưa bao giờ rẻ như bây giờ. Và mọi người đi ăn buffet chỉ có 80.000 nửa con tôm hùm thôi ạ. 80.000 nửa con tôm hùm thôi ạ. 80.000 nửa con tôm hùm nhá. Trời ơi. Đây. Mọi người ơi, 660.000 một cân tôm hùm này đang bơi. Cái con này là em đang cầm là con 4 con một cân nhá. 4 con một cân. Bên Hà Đông có cá ngừ không? Có. Cá ngừ em có nhá chị nhá. À, cơ sở Hà Đông hôm nào cũng có cá ngừ luôn chị nhá. Hôm nào cũng có cá ngừ luôn. Ngày mai thì em sẽ sang Hà Đông, em phát trực tiếp cho người xem cá ngừ ở Hà Đông nhá. Cái anh ở bên Hà Đông ấy, đầu bếp bếp trưởng ở bên Hà Đông mở mổ một lần hôm em phát từ hôm kia rồi đấy. Anh Quân ơi, em mới vào anh Hồ Si Phạm xem xong, cho chia sẻ các bạn rồi nhưng mà làm vẫn lóng ngóng lắm. Nên là thôi, sẽ vẫn phải học thôi. Làm gì cũng phải học mà, kể cả làm đầu bếp cũng phải học. Với cả làm cho nó quen. Đây này, khách đang bảo là vào trang anh Hồ Si Phạm. Thực ra là hôm qua em mới chia sẻ trang của anh Hồ Si Phạm lên trang fanpage của nhà hàng rồi để các bếp nhà em học rồi nhưng mà chưa được. Các bác ạ, chắc là mổ đến con thứ tư sẽ ngon. Hôm nay thì ở bếp Tham mọi người mổ lần đầu. Mỗi ngày em chỉ mổ một con thôi. Ngày mai em sẽ mổ ở Hà Đông nhá anh chị nhá. Hà Đông thì ngày mai chắc là học ngon rồi đấy. Đây, tôm hùm này chỉ có 660.000 thôi ạ. 660.000 một cân. Đây là bể bơi mọi người nhá, 250.000 đồng một cân. Mọi người có thể mua mang về hoặc là đến ăn buffet thì tùy thích nhá. Bê hết vào đi em. 200 anh chị đang xem livestream, cho em xin một chia sẻ đi nhá. Mọi người ra xem hôm nay có món gì nào. Bề bơi đang luộc. Bàn mai đâu em ơi? Ô, anh đang nướng con gì đấy? Ốc gai à? Cả nhà ơi, đến ăn buffet hôm nay có ốc gai nè. Bàn mai của anh đâu? Bàn mai đâu? Tu hài, ốc móng tay. Rất là nhiều loại sò ốc em chuẩn bị ở đây rồi. Anh chị xem livestream mỗi người cho em xin một chia sẻ nhá. Đi ăn buffet thì nhớ đến buffet Poseidon ạ. Tôm nướng phô mai ra luôn nào. Trưa nay ở Tham City khá là đông khách, mọi người đi ăn nhá. Tối nay thì sẽ cực đông nhá. Tối nay thì em sẽ bán buffet cua không đồng cả nhà nhá. Tối nay em cam kết mọi người sẽ có cua không đồng để mọi người ăn. Không phải ngày nào em bán cua không đồng nhưng mà tối nay em sẽ bán nhá. Quảng cáo luôn là tối nay có buffet cua không đồng. Các anh chị nào chưa đặt bàn thì đặt bàn thật sớm đi để tối nay ăn món buffet cua không đồng nha. Tại sao mà em nói là không đồng? Mọi người đi ăn buffet thì như giá ghẹ thôi, vẫn 378.000 nhưng mọi người sẽ được ăn cua và cua em sẽ ra quầy như ghẹ. Mỗi cơ sở có khoảng độ 40 cân, ra hết thì thôi. Tại vì cái đấy là hàng tặng nhá anh chị nhá, hàng tặng, hàng không bán.
Ở đây em có món bàn mai, ốc gai và món ốc gai chín rồi em ơi. Đừng để nó sôi quá, gắp lên luôn đi. Quá thì ăn nó quắt, nó sẽ dai. Nướng vừa chín tới thôi thì nó rất là vừa mềm. Ăn nó giòn, nó ngon. Ở Hà Nội nhá, thủ đô Hà Nội, thủ đô của Việt Nam ạ. Hà Nội luôn các anh chị nhá. À, có lẽ là em phải dừng live stream tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối nhá. Tối em lại tiếp tục live stream cho các anh chị xem. Đôi khi thì em cũng không quảng cáo nhiều, và mỗi ngày em sẽ live stream những gì thực tế nhất ở nhà hàng em lên để cho khách biết là nhà hàng này có tươi không, có đông không, có thật không, có ngon không. Thì mọi người lên xem trực tiếp thì nó thật hơn là cái việc là cứ đưa hình ảnh hay clip lên lên mạng gọi là quay sẵn ấy, thì mọi người sẽ cảm giác là mình không được nhìn thực tế. Còn đây thực tế là như thế này đây, rất là nhiều đồ ăn các anh chị nhá, rất là nhiều đồ ăn. Đang định không quay nữa rồi nhưng mà mọi người vẫn xem là em vẫn quay. Các đầu bếp của em đang luộc những thứ bề bề rất là tươi ngon, cho vào nồi vẫn đang dẫy. Bây giờ em đang hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp cho nó sau này nó thành người khác, thành người thì nó sẽ sướng, nó được ăn thịt những con vật khác nào. Con người mình là sướng thân nhất nhỉ. Bề bề tươi lắm luôn nhá, và to nữa, các anh chị ăn thì sẽ rất là thích này. Tươi to và ngon nhá. Tươi to và ngon cực kỳ luôn ý. Đây, cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Ốc hương mọi người có ăn thoải mái giúp em, không hạn chế một tí nào luôn nhá. Tôm càng xanh nướng phô mai, hàu nướng phô mai, bàn mai nướng mỡ hành cả nhà ơi. Tu hài nướng mỡ hành. Ốc gai em cứ cho lên, cứ cho lên. Ốc gai em cứ cho lên ở góc đằng kia. Đấy, không hạn chế một tí nào luôn nhé mọi người nhé. Đến Poseidon Time City giúp em. Đến Poseidon Time City đi nào cả nhà ơi. Ô, cái này sôi rồi, chín rồi này. Sôi rồi, chín rồi nha. Các anh chị xem live stream, mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Mỗi anh chị cho em xin một chia sẻ nhá. Thủy Lê ơi, em chào chị Thủy Lê. Ha ha hi hi. Đặt cái tên hay quá cơ. Ha ha hi hi là con người chắc là rất là vui vẻ rồi. Lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ thì mới đặt tên được ha hi hi hi. Cao Hùng, em chào anh Cao Hùng nhá. Huỳnh Dương ơi, em chào anh chị Huỳnh Dương nhá. Chị Hằng Nguyễn, em chào chị Hằng Nguyễn. Nhì Nhằng, chị Nhì Nhằng đang xem. Chắc là chị đấy đặt tên là Nhì Nhằng. Tên Facebook rất là hay luôn. Dung Long, anh chị Dung Long chắc là vợ tên là Dung, còn chồng tên là Long, hoặc là chắc vậy. Chị Mai Ruby tức là chị Ngọc Mai. Chị Nguyễn Hồng Lan, chị Hiền Trần, chị Hằng. Hằng Thu ơi, cho em xin một chia sẻ nhá. Ở Time City của bên em thì rất là rộng. Tối nay bên em sẽ có buffet cua miễn phí nhá. Không đồng, buffet cua không đồng. Em ơi, ở đấy có ai khui thùng cua chưa nhỉ? Mỗi anh chị xem live stream cho em xin một chia sẻ đi nhá. Đây là Poseidon Time City ạ. Sơn quá. Thôi, hàu phô mai nhiều quá rồi, khách không ăn hết nữa kìa. Nhưng mà con cứ để cho khách ăn nóng. Mang cái nguội vào, đổi cái nguội. Để cái nóng cho khách ăn. Ôi, con bề bề to chưa? Con này em vừa đổ vào nó chưa chín, nó vẫn còn màu xanh mọi người ạ. Bao giờ chín thì nó chuyển sang màu đỏ nhé. Em tắt live stream nhá cả nhà nhá. Mọi người ăn tối nay thì nhớ đến bên em, và bên em tối nay sẽ có buffet cua không đồng ạ.